Rồi, alo, xin chào tất cả các bạn. Mình là Lâm Bích Hợp, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay ha. Thì hôm nay chúng ta cùng nhau chơi Company of Hero tiếp nào. Thì phải nói là lâu rồi mình cũng chưa chơi lại cái map này. Thật ra để bữa nay mình chơi lại nhưng mà trong giai quân Anh các bạn nhé. Thật ra map này cũng là map dành cho quân Anh đấy. Đây, như các bạn có thể thấy, đây là map mà dành cho trận chiến đấu giữa quân đội Anh và quân Panzer Elite của Phát xít Đức. Nhưng mà bữa nay thì mình sẽ để liên quân Anh Mỹ cùng đấu với lại lượng Panzer Elite các bạn nha. Cái này nó là một cái cảng thì vậy. Rồi, xong. Điểm điểm nào nhanh. Rồi, cái này cũng được. Cái này cũng thế. Có gì mình xuống, mình đặt xuống máy sớm luôn cũng được. Mình chơi cái này pháo nó nhiều. Rồi vậy đi, cùng nhau kiếm điểm cho nó nhanh. Rồi ok. Cái này hình như nó nâng tầm bắn của súng lên rồi. Có gì mình muốn đợi cũng dễ. Cái này khúc sông này nó hơi hẹp, này chắc cản sông các bạn. Mình đoán này chắc là cản sông thôi chứ không phải cản biển rồi đâu. Cản có chút xíu. À không, thật ra cái này chắc bên trong, khu bên này ngoài này mới là cản nè. Cái đường này đi lên nè. Cái này nó giống như một cái bán đảo hay cái gì đó để mà thiết lập làm khu vực cản thôi. Ready to have it out. Go ahead, sir. Rồi đây. Trung úy thì đi với mấy thằng kia đi, nó còn chiến đấu. Còn ví dụ bên này thì chả có gì rồi. Súng phun lửa thì ta không cần cho lắm. Gọi thêm một đội lính này ra đi. Ờ, không được, phải đặt xuống máy ngay. Trời ơi, đừng có bắn sớm quá, lộ vị trí mấy ông hai. Ờ, nó bắn chuẩn ghê. Thiếu lính ban đầu quá. Rồi thôi, cho xe nó chạy qua đây đi. MG team set, ready for orders. Rồi xong. Chạy đi lên đây. Quân Anh thì nó không có cái này. Rồi chạy lên đây nhanh. Rồi. Go ahead with your orders, sir. Giờ mới đợi xong đó rồi mới thiết lập công sự đồ được. Rồi lấy thêm chút xăng dầu ra đi. Gọi chiếc xe ra nữa, hai xe luôn chứ một xe không đủ xài. Xe chạy chậm nên ta chưa nâng cấp động cơ. Thiếu nhiều lắm. Rồi từ từ đi. Nó hạ cái xe xuống đâu mới chưa mới còn dưỡng lại được. Ráng lên, ráng lên, chỉ cần kiếm được điểm thôi. Chấp nhận mất ông chú quý luôn. Ôi, thằng đó chống tăng thì không cần phải lo chống mấy cái này. Rồi, chúng tăng mới đi hai đội cho chắc cú. Rồi,
trên mặt trận. Hay lắm. Đã anh em. Tiến lên thêm chút nữa. Ready to move. Keep those rifles down. Chỗ bạn mà nếu nó mình chưa hạ cái xe luôn. Này thì muốn qua đâu có dễ, đặt súng ở đây hết rồi. Đây đây đây. Mừng quá, cuối cùng cuối cùng. Rồi đây anh em để tôi. Rồi xong. Strength shortly. Have what they need to call in artillery. Tàu tụi Banzer lít đa phần nó xe nhỏ mà mấy còi hạt súng trường chúng ta thì nó bắn được các bạn. Lo rồi.
tháo hơi lâu nhưng mà chạy cũng được. Đây thì chúng ta có mấy con này cũng hay mà khoan đã. CEO's reporting they have destroyed a German target. Đấy, pháo để đồ lên tính. Thank you.
Allies have received their reinforcement. Nó hiệu quả hơn tại đến giờ đây. Mấy thằng đó dùng lúc đầu bắn cơ giới thôi. Vì sao muốn là mới chơi lên cỡ này nó mới thấm rồi. Rồi đây anh em cố lên. À, cảm ơn đã sửa xe cho tôi. Is hitting one of our forward sectors. Hai, anh em vẫn đang làm rất tốt. Attack.
Reinforcements giving out. Stand by. Tàu quá. Sector under attack. Thank you.
tí rồi bắn. Cái thế này thôi, không có lên được. À đây 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 attack.
forces are trying to overrun one of our sectors. Thank you.
xuống đây sửa xe.
số 3. 1, 2. Vô vị trí chưa? Rồi, rất tốt. Lên đánh vô phòng tuyến của mình là mất thôi. Đánh vô phòng tuyến phản công của mình là mình đã xả rồi. Nếu vậy hai con này cho lên đây hỗ trợ luôn đi. Bây giờ bắn hỗ trợ đồng đội, tại vì mấy con này là con nó bắn hỗ trợ dưới này nè. Đây, cứ giả. Đây, về đây mà sửa. Đây, 5, 3, 4, 5. Cứ vậy đạn thì cũng đủ, cứ vậy đạn cũng đủ. Firefly chúng ta có thể tin tưởng. Troop ready? 25 pounder. Yes sir. Destroy the German target. Rồi, tới lượt đồng chí này. Tiếp tục, giả. Biết có mấy con này ở đây mà mình cứ giả xuống thôi, giữ là trúng nhà nó xe cứ để cho nó đi. Lên đây nó trúng một tuyến của mình. Cứ nâng cấp. Ready to fill our day.
thì anh đã thấy rõ rồi chú. CEO's reporting they have destroyed a German target. Chưa, mình nói rồi mình bắn kiểu này là nó chỉ có chút chết thôi. Nói là cứ về là nhà cửa binh lính nó chết hết. German target. Sớm mình cứ đi theo đồng đội thôi. Ba con này thì mình nghĩ là giờ cho về để đứng là cũng được rồi, có gì nó bắn hỗ trợ bắn con kia hỗ trợ đội thôi. King Red, map reference 13697. AT round, gunfire.
bị. Thắng cho không còn gì luôn. Đây, tốt. Ủa, binh của nó nhiều, mình cứ giả cái cối này xuống là nó chết thôi. NCA's reporting they destroyed a German target. Nói mà. Không cho nó sửa nhà lại luôn. Con cái đạn này luôn ngâm rất lợi hại nha. Nó cứ chội xuống như là nó té bánh xuống rồi đó. NCO's reporting they have destroyed a German target. We'll have full strength shortly. Go ahead. HQ command trucks at the ready. Let's not cook this one up, eh? Chaps are ready when you are. Đây gọi luôn ba ông trung úy ra. Send your message. Đây gọi một ông đại úy. Gọi thêm hai thằng này ra nữa. Let's be ready, boys. Đây. Tiếp tục gọi. CEO reporting they have destroyed a German target. Không có xe nào mà chịu nổi đâu. Đã nói rồi, không chịu nổi đâu. Con cô. Cái này nó phá nhà ghê rồi. Đây đây. Gọi tiếp cho anh. Này xong rồi, chuẩn bị lên sửa cầu. Enemy unit has been marked. Officer reporting for duty. Để coi nào. Mà khoan, để một cái pháo ở đây đã. Không vội. À đây, bạn có khả năng phòng thủ cao. German target. Tăng mình thì toàn tăng trung thôi, tại vì sau mình cũng chơi pháo binh mà. À, tất nhiên nhiều, cho đầu quả đạn bắt đổ mạnh ngay.
Tiếp tục là cái này mình dội vô nhà nó cũng dễ banh nữa. Này là đạn chống lính trong nhà mà. Đúng xe thì không ngon lắm. An OC'd report. Yes, sir. Jerry tank has been knocked out. Alright, okay. 3 quả rớt xuống một cái cành một lúc một cái là gần như là te tua hết, chứ sức nổ nó lan rất kinh các bạn. Xe tăng mình đã ồ lên về được rồi, nó không có phòng tuyến nào, nó thủ hết nó dở. Cái tụi Basilisk này mà nó mất thế công, nó bị đẩy về thế thủ cái là nó yếu xìu à, tại vì nó không có khả năng chịu trận. Xe tăng hạng nặng nó không nhiều, đa phần nó quân hạng trung các bạn. Như là nãy nó đập ra, nó gặp phải phòng tuyến quá vững chắc của mình, nó đánh kiểu gì nó cũng đánh không vô được. Rồi nó lên thì nó cứ bị mình dùng hỏa lực để mà mình áp chế, rồi nó bị mình chặn, dùng hỏa lực mình chặn khúc giữa. Tiền quân với hậu quân không ứng cứu được nhau, dẫn bộ binh theo để sửa xe thì không sửa được, xúc xích cái là coi như là chết luôn, là một tiếng chết cho pháo binh nó dội. Rồi để coi nào, trận này quýnh là mình quýnh giết chết gần như là một tiểu đoàn của tụi nó luôn chứ đùa đâu. Thật ra mình cũng mất hơn nửa tiểu đoàn, hơn 60% lực lượng của một cái tiểu đoàn, nhưng mà đa phần là thằng bạn mình nó chịu tổn thất chứ mình thì chả có nhiều cả. Mình mất có 95 lính à, tức là mình mất khoảng một đại đội. Bản thân mình giết được tới 627, tức là một mình cân được gần 7 đại đội các bạn. Hơn 6 đại đội xíu. Trong khi đối phương là nó chịu tổn thất rất nặng luôn. Mỗi ông là gần nửa, nếu mà chia trung bình ra là mỗi ông nửa sư đoàn, hơn nửa sư đoàn. Tổng số quân mà đối phương của mình mất là 1107 lính nha các bạn. Ở đây là chúng ta phải tính đến đạn lạc rồi đủ thứ nữa. Có nghĩa là trong quá trình chiến đấu là bên mình cũng chịu đạn lạc không ít, nhưng mà đa phần thì nó chịu đạn lạc nhiều hơn. Tại ở đây mình giết được có 1025 thôi, nó mất tới 1107, tức là cũng phải có cầu 80 lính của nó là bị trúng pháo hay bị lạc đạn gì mà chết. Trận này quýnh hơn tiếng cũng được. Đấy, ok, chỉ cần vậy thôi là thấy thành công rồi. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình ha. Mình là Lâm Bách Hợp, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.